Giữa dòng chảy bận rộn, bạn đang tìm kiếm điều gì? Đó có phải là một thiên đường miền nhiệt đới, được bao bọc bởi sắc xanh của thiên nhiên tươi mát? Hay bạn đang tìm kiếm một chốn trú ngụ cho tâm hồn, hòa mình vào ngút ngàn của rừng già để cơ thể được thanh lọc, an yên và tươi mới? Hay đó là nơi trở về đích thực, nơi cuộc sống thực sự là một kỳ nghỉ, giữa biển ngọc nên thơ cùng ánh hoàng hôn dần buông? Xuân Tropical Village, lời đáp cho hành trình kiếm tìm giá trị sống đích thực giữa miền thiên nhiên nhiệt đới. Tọa lạc tại thiên đường bãi kem phía nam đảo Ngọc, nơi trời biển giao thoa, các khúc hòa ca khoáng đạt. Xuân Tropical Village là làng nhiệt đới đầu tiên được kiến tạo với 3 tầng thiên nhiên xanh mát, nơi những căn biệt thự với thiết kế nhiệt đới nằm cuộn mình trong những mảnh vườn xinh xắn. Những mảnh vườn ẩn mình trong rừng nguyên sinh thuần khiết, và những bản xanh của rừng nguyên sinh được ôm trọn bởi bờ biển cát trắng ngây thơ. Tiên phong cho lối sống chuẩn wellness, nương mình vào thiên nhiên. Khi những căn nhà biến thành nơi tĩnh lạc ghi dấu ấn chủ nhân, và cơ thể được chăm sóc đủ đầy, cuộc sống sẽ là bản giao hưởng giữa tâm hồn với thiên nhiên. Xanh lối sống, mạnh thể chất, lành tinh thần, riêng tư tuyệt đối. Trong bức tranh hệ sinh thái sinh rúp tại bãi kem, với hàng loạt các công trình biểu tượng đã thành hình, mang đến sức sống thay đổi diện mạo cho cả vùng đất, như Trade-up Marriott, New World, nhà hàng hải sản bãi kem, Shop House Melodia. Làng nhiệt đới xuất hiện là mảnh ghép hoàn hảo, hoàn thiện hơn nữa bức tranh rực sắc đó, mở ra một kỷ nguyên mới mang tên kỷ nguyên wellness giữa đảo ngọc thiên đường. Xuân Tropical Village, làng nhiệt đới giữa 3 tầng thiên nhiên.